Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với channel của mình. Đây là Minecraft Bia đây. Và ngày hôm nay sẽ là điểm của một video để chính là video mình sẽ làm tập 2 của Bét Cua nha. Không phải Bét Cua rồi, thứ sự phần 2 của server My Berry. Yeah, ok. Và nếu các bạn thích để làm của mình thì là xem một lại cái một đăng ký một chút sẽ ok, mình có cho một người bạn chơi nữa đấy chính là mà có bia hai. Ủa mày đâu rồi mày? Vô gì vậy? Gì không vô được? Chờ tôi tính nào. Mời chị xem. Hát là cái sẽ bọn cái này luôn mới chơi cái bản. Bản 1.7 đâu mà chơi. 1.12. Nó lẹ quá, có bản 1.7. Ok. Rồi mình sẽ chơi trước một màn nha. Ok. Bây giờ mình sẽ nhấn. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái má mà hôm qua mình âm thành dữ lắm đấy ha, xem qua là như thế nào. Ok, mình mong là mình sẽ thắng được. Ok, thì chúng ta bắt đầu. Yeah, ok. Oh my god, oh shit, đổi được vị trí mình lại toàn. Ok, thì mình có ra tiền mấy người chơi rồi. Thì có ba người chơi. Ok, sẽ vào rồi anh em ơi. Ok, 5, 4, 3. Nhất đủ chuyện đây em được đi rồi. Aro ngoài kim cương tuyết. Nó ok chồng hắn là điện bắt ô chết ô cái gì rồi rồi có mà nó ăn được đập xuống lâu quá ok rồi xuống nhé. Rồi cho em về mình sẽ bỏ cái này xuống. Trong có TNT rồi bao nó vừa đúng cũng được thôi, nó không có ngon. Ok, bây giờ nếu mà có TNT oh my god, oh số tuần nó vậy đúng là mình biết rõ chứ hình vã ok dạ là cây vãi em rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ nhắc chắc bây giờ tôi sẽ tự tính
vàng nhìn mắt anh được một ngày trước một cái ui hiền 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 quá không bị khó gì á nhỉ dạ em một cái kinh nghiệm ok lúc chơi trò khác đi. Ok. Một bên. Thì vô lại đi. Oh my god, time nó ender hả? Thì có thêm một cái bánh kem. Ao. Đất. Chúng ta sẽ thêm một trận bếp qua nhé. Trái thì tả lại đi luôn. Ok. 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 Sẽ bếp qua. Rồi mà tôi đừng đi ăn thời sắp mặt. Bữa nay kiểu gì mà cái mát mấy con nó ngược thêm tí rồi. Hàng tháng nó khó chịu. Thank you.
lớp này. Chính là tắt nó còn ngon.
luôn nữa. Ờ. Mà bình thường là mua cái gì nhỉ? Giống nhất. Quên rồi, có một cái kia rồi vẫn quên được không ạ? Thank you.
chắc là hết rồi. Đây là cái rồi này. Ai lại cái máy của lại nhỉ? Thank you.
sờ bài các bạn nghiện nhé.
đi chết mày nha. Bye bye. Yeah.